Ngày 4 tháng 3, một lãnh đạo công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đang tạm giữ Bùi Xuân Huấn, hay còn gọi là Huấn Hoa Hồng, sinh năm 1985, quê Yên Bái, để làm rõ hành vi sử dụng trái phép với ma túy. Trước đó, ngày 3 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo về một số đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy nên đã cử lực lượng đến làm rõ. Quá trình xác minh, cơ quan công an đã tạm giữ Bùi Xuân Huấn khi đối tượng này có kết quả dương tính với ma túy. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Huấn Hoa Hồng được mọi người biết đến vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng được nhiều người biết đến nhờ những hình ảnh video ăn chơi khoe của. Trên mạng xã hội, Huấn Hoa Hồng xây dựng hình ảnh của mình như một giang hồ mạng thứ thiệt khi sở hữu fanpage với hơn 305.000 người theo dõi và một kênh YouTube có gần 70.000 lượt đăng ký. Điều đáng nói là trước khi bị bắt, Huấn Hoa Hồng từng chia sẻ trong một livestream nhắc nhở thật lòng anh em đừng bao giờ dính tới ma túy, nhưng anh ta lại đang làm ngược lại với lời nói của mình.